Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ, đem bao tiếng cười cho người. Một ngày mưa rơi tươi khắp hồn người, từng giọt yêu thương, từng đàn chim đêm tin bốn phương xin về đây chung một tấm lòng. Vì những ước mơ, vì những cuộc đời bơ vơ, trái tim yêu người và muốn trái tim yêu đời, hãy đến đây vì những ước mơ về một tương lai. Trái tim an lành nằm bên tiếng ru của mẹ, xin cho cuộc đời sẽ chia bao tình yêu thương. Xin cho những con tim khát vọng và xin cho những ước mơ cháy bỏng, tương lai đang chờ em ơi. Vì bên em có trái tim bao người, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, trái tim nhân ái chấp cánh ước mơ. Tôi là Matsuya Việt Nam. Xin lỗi, so với lại kế hoạch dự kiến thì công ty chúng tôi đã đến đây trễ khoảng 2 tiếng, thành thật xin lỗi. 途中素晴らしい景色をたくさん眺めさせてもらいました。À, trên đường đến đây chúng tôi đã có cơ hội để ngắm những cái phong cảnh thật là tuyệt đẹp. そして今皆さんとお会いできて大変嬉しく思います。Và cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người ở đây đó là niềm vui của chúng tôi. 今ベトナムはすごく国が大きくなろうとしています。À, sắp tới và tương lai Việt Nam của chúng ta mỗi ngày sẽ một lớn mạnh hơn. 50 năm 前の日本も今のベトナムとすごく似ています。Việt Nam cách đây so với 15 năm trước của Nhật Bản thì cái môi trường nó gần như là giống như vậy. ここにいる小学生、よく遊んで、よく学んでください。Các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn đang học ở cấp tiểu học, thì các bạn hãy cố gắng để bắt chước phía ở nước Nhật ha. Thì khoảng một thời gian sau thì họ ở Việt Nam của mình sẽ tốt đẹp và tiến triển giống như Nhật Bản. そして子供たちを支えているここにいらっしゃる大人たちのように。今度はあなたたちが10年後、20年後になってください。À, và các bậc phụ huynh ở đây, chúng ta hãy tạo điều kiện cho các em nhỏ có điều kiện phát triển vào 10 năm sau hoặc 20 năm sau nữa. また10年後、20年後、すごい子供たちの姿を見ることを楽しみにしています。今日は本当に集まっていただきてありがとうございます。Và chúng ta sẽ chờ đợi sự trưởng thành của các em nhỏ vào 10 năm sau hoặc 20 năm sau. Và ngày hôm nay trân trọng cảm ơn sự tham gia của tất cả quý vị ở đây. Kính thưa anh chị em trong đoàn từ thiện, kính thưa bà con cô bác. Thì hôm nay là chúng rất vinh dự được đón tiếp cái đoàn từ thiện để giúp cho bà con nhân dân chúng ta bớt đi một phần khó khăn. Thì thay mặt cho nhân dân cũng như chính quyền địa phương thì xin trân trọng cảm ơn trước hết ngài Osato đã
bớt chút thời gian vì đường xá xa xôi, và cũng như anh em trong đoàn từ thiện, chúng ta thấy rằng đường đến ấp 7 Đắk Lua thì anh chị em biết rồi, cũng hơi khó khăn một tí, và điều kiện bà con nhân dân thì thấy rằng là ở đây so với thành phố Biên Hòa chúng ta khác xa rất là nhiều. Thì tới đây mong rằng anh chị em với cái điều kiện và tinh thần của mình tiếp tục hơn nữa giúp cho bà con nhân dân ấp 7 bớt đi phần nào phần khó khăn trong cuộc sống. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân của ấp mình, xin một lần nữa cảm ơn đoàn từ thiện của mình. Matilda xin công bố với tất cả các anh chị, các cô chú và các bạn, với cái chương trình từ thiện ngày hôm nay của công ty Matilda, tương ứng với phần quà là 4 tấn gạo, 200 thùng mì, 200 bịch bột niêm, 200 lít dầu và 85 thùng sữa. Bên cạnh đó, phần quà cho các em nhỏ là tập sách tương ứng với 200 phần. Các bạn nhỏ lưu ý, sau khi mà mình nhận tập sách ở bên đây, mình đi qua phía bên đây mình sẽ nhận sách. Sau đó mình đi vòng về phía sau, ở phía sau khâu quà tương ứng với lại xúc xích và cá viên chiên. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái bữa ăn nhẹ thật là vui và thoải mái. Xin cảm ơn. Nguyên nhân tỷ lệ hộ nghèo cao là do thiếu đất canh tác, thiếu vốn sản xuất, sinh nhiều con, thiếu phương tiện sản xuất, không có việc làm ổn định, không có tay nghề. Mặt khác, trình độ học vấn và nhận thức của những hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Xã Đắk Lua còn được nhắc nhớ về một giai đoạn mà đời sống kinh tế sản xuất nông nghiệp của bà con nhỏ lẻ, manh mún, những mảnh đất hoang hóa, bỏ trống. Thiếu điện, thủy lợi và cơ sở hạ tầng cần thiết, bà con chỉ sản xuất một năm 1-2 vụ lúa dựa vào nước trời, nên năm nào mưa thuận gió hòa thì đồng lúa tươi xanh, năm nào nước sông dâng cao thì ruộng trắng đồng. Theo đó, cách nhau một khoảng xa, từ bờ ruộng này đến bờ ruộng kia, hay từ chân núi này đến chân núi kia, là thấp thoáng những mái nhà tạm bằng tre nứa, nhà dột, cột siêu, người già dùng những bữa cơm gạo trắng, trẻ em lem luốc cơm cực thơ ngây. Rồi những mùa lũ về, những đợt nước sông dâng cao, nước ngập con đường, ngập mái trường, nước cao hơn mái nhà, nông sản gia cầm gia súc trôi trên biển nước. Bên cạnh hồi ức về những đợt mưa lũ kéo dài, thì điều mà bà con không thể quên ở nơi này là những con đường mùa nắng thì mù mịt bụi, mùa mưa lầy lội bất dính. Để lưu thông hay đưa con em đến trường, bà con phải dùng tre để đan một phần đoạn đường đất. Những đoạn đường này dễ dàng ngập lúng, tạo thành những hố sâu. Xưa chúng tôi ở đây thì chúng tôi cực khổ lắm, dòng xá thì chưa có, chúng tôi đi làm thì được bao lúa về thì chúng tôi là cứ ngã lên cả xuống. Cách đây 11 năm về trước thì cái đường rất là thình lầy mà rất là khó khăn đối với bà con ở Đắk Lua này. Tại vì lúc đó về mùa mưa lũ thì đường bê tông không có, toàn bộ đường đất thôi. Là một xã miền núi vùng sâu vùng xa, còn được ví như cù lao cung cầu của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Xã Đắk Lua còn có điểm đặc biệt khác biệt so với các địa bàn các xã khác trong tỉnh. Đó là từ ranh giới hành chính của huyện Tân Phú, muốn đến được xã Đắk Lua trên trục quốc lộ 9, không có một con đường nào khác hơn là phải đi hơn 58 km qua địa phận huyện Đạ Hoai, huyện Đạ Tẻ và huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế khó khăn trong phát triển đời sống kinh tế xã hội ở địa phương này. Và cô rất là cảm động và xin chân thành cảm ơn tất cả các xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, vì cô sống trong này khó khăn là lâu lâu lại có mọi người để giúp đỡ nó được cuộc sống nó tốt hơn. Cho cô gửi lời cảm ơn ạ. Hôm nay rất cảm ơn ban tổ chức đã phát phần quà này cho bà con ở đây á. Thì nói chung là phần quà này rất là có ý nghĩa đối với bà con ở đây, tại vì vùng ấp 7 này á rất là nghèo khó, được nhận phần quà này của ban tổ chức thì bà con ở đây cũng đỡ được phần nào. Con tên là Nông Thị Miền ạ. Hôm nay con đi đến đây nhận quà gồm có mấy người? Gồm hai người. Hai người, mẹ con với con hay là sao? Dạ, hai chị em. Hôm nay con học lớp mấy rồi? Con học lớp 8. Con học từ nhà ra tới trường có xa không? Có. Thì hôm nay vì sao mà con biết được có chương trình phát quà như thế này mà con đến đây con nhận cái món quà này từ ban tổ chức? Dạ, tổ trưởng ạ. Có tổ trưởng trong xã đúng không con? Dạ. Thì hôm nay con nhận những món quà này con có vui không? Có. Con cảm ơn các chú đã rất ủng hộ con
khoảng à, hôm nay chú đi với ai? Bà con rồi rất vui à. Mình cảm ơn của nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho bà con được phần quà. Có đoàn ở bảy hôm nay thì cảm ơn đoàn của công ty Matsuya. Matsuya và nay mình rất vui thì cảm ơn đoàn đến đây thì cũng vui cũng khó khăn với bà con nhân dân ở ở bảy và các em học sinh ở đây thì không biết nói gì hơn thì cũng cảm ơn rất nhiều đó. Lái xe 59 chỗ chở phái đoàn của mình tới để làm từ thiện tại đất luôn. À, này là bác tài. À. Mình cũng là thấy cũng vui lây, kiểu như mình cũng góp được, tuy không có góp được của nhưng cũng chút công sức để mà cho bà con nông thôn ở vùng sâu vùng xa mình thấy cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui lây. Nói chung thì cuộc sống của bà con ở đây thì cũng có nhiều cũng thiếu thốn. Như là ở con của mình ở trên thành thị thì nói chung là góp được công sức hoặc là của công ty đem được quà cáp xuống người cho bà con ở đây thì mình cũng thấy rất là vui, nhưng mà mong bà con ở đây mình sẽ càng ngày càng phát triển. Tiếng chị là một nhân viên của công ty Matsuya. Chị làm bộ phận nào chị? Chị làm ở bộ phận hành chính nhân sự. Cái niềm vui nào để chia sẻ cho bà con đây? Thì cái hoạt động này thì công ty Matsuya thì hàng năm là cũng tổ chức, nhưng mà riêng cái lần đi này á thì mọi người, tất cả nhân viên của công ty Matsuya thì bỏ ra rất là nhiều công sức tâm huyết, mà thật sự là khi mà đến đây á thì gặp bà con xong rồi tặng quà cho bà con thì mọi người, mọi nhân viên luôn á thì cũng cảm thấy là rất là vui, rất là xúc động. Tại vì cái này là lần đầu tiên mà mình được trao cái quà mà giống như là tận tay cái người nhận. Rồi bỏ cũng như là đi một cái chuyến đường dài rất là mệt. Nhưng mà đến khi là thấy là bà con ha, nhận được những cái phần quà thì mọi người ai cũng cười, cũng vui cười. Rồi mấy em thì cũng nhận được cái phần tập. Mặc dù là cái phần quà của mình á thì nó không có lớn lắm, nhưng mà cảm thấy là cái niềm vui rồi cái công sức của mình á là bỏ ra những ngày trước thì thật là xứng đáng. Nếu như trường hợp là bà con ở đây nãy thì em có trao đổi thì bà con nói là rất mong muốn công ty của chúng ta đến đây mà để mà kết hợp với đoàn thanh niên để tổ chức cái sự kiện nữa, thì với chị thì có suy nghĩ như thế nào? Thì nếu như mà ban giám đốc công ty Matsuya tạo điều kiện rồi cùng với cái sự hợp sức của tất cả công nhân viên của công ty Matsuya thì hy vọng, có nghĩa là rất là mong muốn là quay trở lại đây. Tại vì nhìn thấy bà con ở đây cái đời sống cũng rất là khó khăn hơn là ở cái nơi mà mình, mặc dù mình cũng là những cái người công nhân thôi, mình cũng phải đi làm thôi, nhưng mà cái cuộc sống của mình tốt hơn rất rất là nhiều. Một ngày nắng ấm đem bao ước mơ.